Ok, thầy xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta ôn tập phần ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh. Và trong cái phần hôm nay thì thầy sẽ cùng với các bạn chúng ta sẽ giải chi tiết một cái đề ôn tập, đó là đề số 22 trong cái chuỗi đề ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 của tiếng Anh 365. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Chúng ta sẽ vào cái câu đầu tiên. Phần đầu tiên của các đề thì bao giờ nó cũng sẽ gồm có 3 cái câu về phát âm: home, hours, hand, here. Như vậy ta thấy đáp án B là âm câm. Cho nên là ta dùng đáp án B. Trong cái từ hours này, cái từ H không được đọc. Tiếp theo, chúng ta sang cái phần phát đuôi âm đuôi ED. Ok. Cái câu phát âm đuôi ED này cũng không phải là câu khó, mà chúng ta nhớ là kết thúc bằng chữ D này thì đuôi ED được đọc ED này. P thì ta phải âm nó là đọc là T. Base chữ S cũng được đọc là T. Và chữ K cuối cùng của từ cũng được đọc là T. Như vậy đáp án của câu này là đáp án A. Đấy, như vậy câu này là câu dễ. Cái từ này ta đọc là kite. Pink, nine, pin. Như vậy cái đáp án này pin là pink là y, và cái đáp án khác là ai? Đáp án khác là ai? Okay. Bài hai lớn thì nó là cái dạng bài về trọng âm. Như vậy trọng âm thì chúng ta sẽ xác định câu số 1 động từ enjoy, vậy trọng âm rơi bằng tiết thứ hai. Collect, collect, âm rơi bằng tiết thứ hai. Ecap, ecap, âm rơi bằng tiết thứ hai. Và từ ans, trọng âm rơi bằng tiết thứ nhất. Đấy, như vậy đáp án của chúng ta là đáp án D. Câu tiếp theo, summer, sum, trọng âm rơi bằng tiết thứ nhất. Birthday, birthday, âm rơi bằng tiết thứ nhất. Busy, trọng âm rơi bằng tiết thứ nhất. Và merchant, merchant, trọng âm rơi bằng tiết thứ hai. Như vậy trong cái câu trọng âm thì có hai tới hai đáp án D. Ok. Sang cái phần tiếp theo, phần trắc nghiệm, bốn đáp án. Chúng ta để ý này, ta đã gặp rất nhiều về cái phần về tháng và ngày. Nếu mình tháng không không có ngày ta dùng in, nhưng có cả tháng và ngày đi kèm với nhau thì ta dùng on. Why don't you don't like watching this film? Câu này là cái câu hỏi đuôi của động từ thường. Và đây dùng don't like thì đây ta dùng là do you. Đằng trước là khẳng định thì đằng sau này chúng ta dùng phủ định, và đằng trước này là phủ định thì đằng sau ta dùng khẳng định. Ok. The bus collect us at 5 o'clock early. Vào buổi nào đó trong ngày ta dùng in. In the morning. They went on working. It start to rain. Họ tiếp tục làm việc mặc dù trời mưa. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái từ kích này nó là một mệnh đề này. Như vậy thì ta sẽ sử dụng từ although. The girl will see in Huế for the festival next week. Câu này là câu điều ước ở tương lai. Và điều ước ở tương lai ta dùng could stay. Cấu trúc used to. Sau used to này chúng ta sẽ dùng một động từ dạng nguyên thể. Như vậy ở đây ta sẽ dùng goes. Câu 7. Do you know the man? Cái dạng về đại từ quan hệ thì các bạn để ý cho thầy này. Thứ nhất, chúng ta xét cái danh từ đứng đằng trước. Thứ hai, chúng ta xét cái từ chỉ đằng sau. Danh từ đằng trước là chỉ con người. Như vậy đáp án chỉ mỗi đáp án C bị loại nhé. Ta tiếp theo đây là động từ, như vậy chỗ này thiếu chủ ngữ. Như vậy ta phải dùng đáp án A. A là chủ ngữ, B là tân ngữ và D là thay cho tính từ hoặc đại từ sở hữu.
If I will write to you. Câu này là câu điều kiện loại 1, ta căn cứ vào đây, ta xác định loại 1. Nếu tôi có thời gian thì tôi sẽ viết thư cho bạn. Như vậy, câu điều kiện loại 1 thì mệnh đề điều kiện ở hiện tại đơn. Đáp án thầy dùng đáp án B. My school in 1990 by worker. Như vậy là câu này là câu bị động ở thì quá khứ đơn. Và đáp án của nó là đáp án C. My father asked somebody. Ở đây chúng ta có một số cái cấu trúc như là ask này. Để chuyển cái phông chữ một chút nhé. Như là động từ ask, động từ tell, động từ aspire, hoặc là động từ remind. Thì các động từ này cộng với tân ngữ thì đằng sau này nó sẽ cộng với to verb hoặc là not to verb. Nắm được cái công thức này thì ta làm cái câu ở trên rất là dễ dàng. Not to spending này, với mình đã bỏ này, didn't đó, tôi bỏ này. Not to spend và to not spend. Như vậy đáp án của câu này là đáp án C. If I were a flower, I a sunflower. Nếu tôi là một bông hoa thì tôi sẽ là một bông hoa hướng dương. Như vậy câu này là câu điều kiện loại 2. Đây thì bên đây ta dùng là would cộng động từ như thế, ta dùng là would be. He didn't run to get the first. Cậu ta không chạy đủ nhanh để tới trước. Như vậy là in up này nó sẽ đứng sau cái tính từ và trạng từ. Như vậy đây ta sẽ dùng là fast in up. The weather was bad, the football match was pushed off. Bởi vì thời tiết xấu cho nên trận đấu bị hoãn lại. Đây là một mệnh đề cho nên ta dùng because. Còn nếu như nó là một cụm từ thì ta sẽ dùng because of. Mệnh đề bởi vì the weather là chủ ngữ này, was là động từ to be này, và best là tính từ. Even it was a very cold, Mr. Bar was waiting for the bus. Even thì chúng ta dùng even though. September 2nd has been considered a great holiday in Việt Nam. Như vậy ở đây là ta dùng từ since. Đây thì hiện tại hoàn thành. Và từ năm bao nhiêu thì ta dùng từ since. Ok. Câu tiếp theo là cho dạng đúng của động từ. Câu này, cái động từ này ta sẽ chia như sau. A moment thì câu này ta chia là a learning. Câu số 2. The house destroyed by the storm last week. Câu bị động ở thì quá khứ đơn. Ta chia là was destroyed. Was destroyed. Câu tiếp theo. When I came here today, they... Một hành động đang diễn ra thì hành động khác xen vào. Như vậy hành động xen vào là động từ come và chuyển sang thành came. Và động từ kia ta chia là were having. Ok. Khi tôi đến nhà, khi tôi đến vào ngày hôm qua thì họ đang ăn tối. Câu tiếp theo là một câu điều kiện. Và là câu này là câu điều kiện loại 2. Cho nên thầy sẽ chia với đằng sau là would not spend. Đấy, cấu trúc của câu điều kiện loại 2. Bạn nào không nhớ thì có thể tham khảo lại cái cấu trúc của câu điều kiện. Would you mind? Sau would you mind hoặc là don't mind thì ta dùng động từ dạng verb in. Như vậy cộng động từ người ta dùng là closing. Laura with Zassi not live in a small place. Như vậy câu này thì là ước ở hiện tại.
Cho nên là câu này thầy sẽ dùng là didn't leave. Câu số 7. Ta thấy xuất hiện từ ago là quá khứ đơn. Động từ này có quy tắc ta thêm đuôi ed. Prepare. Sau từ subtract dùng verb in. Cho nên động từ này thầy dùng luôn là happy. Câu tiếp theo cũng là một dạng câu mà một động từ đang diễn ra, một hành động đang diễn ra thì hành động khác xen vào, cho nên câu này thầy sẽ viết là was watching. Khi mẹ tôi đi vào thì chúng tôi đang xem tivi. It is easy. Sau tính từ thì động từ ở dạng to verb, cho nên đây thầy kia là to find. Nếu là sau tính từ nhé, ta dùng to verb. Tiếp theo là 10 câu về từ loại. Thì để làm được bài tập về từ loại, trước hết là chúng ta phải xác định được cái vị trí này, từ loại của nó là tính từ, động từ, danh từ hay trạng từ nhé. Thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta làm. Thế thì câu 1 phải xác định ở chỗ này nó là một tính từ. Fish can't live in the lake because the water is polluted. Ô nhiễm, polluted, chuyển sang tính từ, ô nhiễm. Câu này thầy xác định nó là một danh từ. I saw the school advertisement. Như vậy danh từ của từ này là advertisement. Tính từ quảng cáo. Tôi nhìn thấy cái quảng cáo của trường bạn. Energy saving for should be. Đây là một tính từ. Và đây thầy sẽ dùng là useful. Hữu ích, có ích. What sober of the railway people is a festival. Week celebrate. Tree. Prophet. Như vậy free này ta chuyển sang danh từ là freedom. Sự tự do. Câu tiếp theo. Câu này nó đứng ở đầu. Đứng ở ngay đầu câu thì nó là một trạng từ. Và câu này ta sẽ dùng là traditional. Traditionally. Theo truyền thống. English is fun, so we are interested in. Interested. Ok. Câu tiếp theo này. Chúng ta xác định này. Thứ nhất là cái từ ơ nằm đây này. Wonderful là tính từ này. Như vậy đây nó là cái danh từ. Thì chỗ này. Và đặc biệt đằng sau có từ ập nữa nhé. Như vậy ta xác định cái chỗ này là danh từ. Và danh từ của từ invent là invention. Sự phát minh. Invention. Supply of electric has gone up again. Như vậy đây là một danh từ. Electricity là điện. You must be when you open the door. Sau cái từ be là một tính từ, như vậy tôi sẽ dùng từ careful. Careful. We can protect the environment by. Sau by là một verb in. Reducing. Reducing.
I saw the man, the woman and the cattle. Cái bài này là bài sửa lỗi. Chúng ta để ý. Câu này thầy cũng đã có hướng dẫn rồi. Một lần rồi cho trên một cái phần đề trước. Như vậy là tôi nhìn thấy những người đàn ông này, những người phụ nữ này và gia súc đi ra ngoài cánh đồng. Như vậy ở đây ta thấy là cái đáp án C này sai. Tại sao lại sai? Bởi vì nó nếu như nó có cả con người và động vật thì chúng ta sẽ không được dùng that, à dùng which, mà chúng ta sẽ dùng dùng that. Look at the two dictionary and you will see they are the same in some way. Look at the two dictionary and you will see they are. Ok. Cái này sai ở đáp án A. Cái cách người ta chuyển sang số nhiều của từ này sai. Dictionary. Ok. Ta chuyển ý dài thành ý ngắn. There is no water in the house. If there is, we could cook dinner. There is no water in the house. If there is. Như vậy là câu này là câu điều kiện loại 2. Cái đáp án này sai. Đây là if there were. Câu 4. She did her test careful flat wish. Như vậy động từ thì cái từ này là sai. Cái này ta phải dùng là carefully. Câu 5. Would you mind turn on the light please? It's too dark for me to reach. Would you mind thì dùng là verb in. Cho nên câu này sai. Câu này ta phải dùng là turning. Yesterday when James Brown my had dinner with his family. Như vậy câu này, cái đáp án này là sai. Câu này ta phải chia là was having. Một hành động đang diễn ra thì hành động khác xen vào. This book was written by Jack London, an American writer. Cái này sai. Câu này là câu bị động. Và đây ta phải dùng là written. Mr. Jones used to. Mr. Johnson used to. Sau used to dùng động từ nguyên thể. Cho nên đáp án này sai. Ta dùng là runs. Both and children usually go out for a meal on Saturday evening. Đây, cái này là Bob và Suren thì chắc chắn là không thể dùng động từ dạng này được rồi. Như vậy ta sẽ dùng động từ goes. Nó là bằng với dây. Hai người nó bằng với dây. I'm afraid this camera is too expensive for to buy. Câu C là sai. Nó phải là for us, phải là một tân ngữ chứ không phải là một đại từ được. Đại từ nhân xưng được us. Ok. Như vậy có một cái bài đọc này thì nó sẽ cho chúng ta làm hai phần luôn, một là true false và hai là trả lời. Ngày Tết thì được tổ chức vào cái ngày đầu của năm âm lịch ở Việt Nam. Trước một vài ngày trước Tết thì người Việt Nam thường dọn dẹp nhà cửa và sơn lại tường. Mua quần áo mới cho cái dịp này, một hoặc hai ngày trước dịp lễ thì mọi người làm bánh chưng. Đó là một loại bánh truyền thống. Vào đêm giao thừa thì cả gia đình sum họp ăn một bữa cơm đoàn viên đoàn tụ. Mỗi thành viên trong gia đình thì sẽ có mặt trong suốt bữa cơm và có nhiều món ăn được nấu. Vào buổi sáng ngày năm mới thì các thành viên trẻ trong gia đình sẽ cầu chúc và đem cái sự tôn kính của họ đối với những người lớn tuổi, và trẻ em thì nhận tiền lì xì trong những cái phong bì màu đỏ. Sau đó thì chúng đi thăm hàng xóm, bạn bè và người thân. Ok.
Như vậy thì ta sẽ xem câu 1 nào. Ok, như vậy câu 1 là true. A week ago, a week before Tết, people make bánh chưng. Câu này là for, bởi vì ở đây trên này người ta chỉ nói là gì nhỉ? Một hoặc hai ngày trước Tết. Young member of family praises Spectus error. Ok, number 3, 2. Đây, câu này nó có ở trên cái phần này, ngay cái đoạn này, đang chỉ đây. The elder receiver. Như vậy câu này là sai. Chỉ có trẻ em nhận tiền lì xì. Đấy, như vậy là đây là cái đáp án này. À, cái câu này là false. Thầy đọc false nhưng thầy lại đánh là true. Đấy, câu này thế này. Thầy đọc false nhưng thầy lại đánh là true. Thầy làm cái màu lên một chút để chúng ta theo dõi cho nó dễ. Ok. Sang cái bài về trả lời câu hỏi nhé. When is the Tết celebrate in Vietnam? Đây, thì ta có thể lấy nguyên cái phần này chúng ta trả lời này. Đó, thầy lấy luôn cái này xuống này. Đó, thầy dán vào đây. Ở đây, câu trả lời thì nếu các bạn ghi lại các bạn chỉ cần dùng là is. Ok. Do they make bánh chưng 3 days before the festival? Câu này là câu hỏi yes, no. Ta xem cái thông tin ở trên xem như thế nào nào. One or two days before festival. Như vậy là cách chỉ một hai ngày. Như vậy đây ta trả lời là no. They don't. Đây người ta nói là 3 ngày. Còn trên kia người ta chỉ nói là một hoặc hai. Mọi người làm gì vào đêm giao thừa? Ta xem lại cái nội dung trên này nha. The whole family get together, ruin dinner này. Họ, tất cả các thành viên trong gia đình họ sum họp để ăn một cái bữa cơm. Lúc sum họp. Ok. Receive a lucky money. Thì câu này ta có thể trả lời là the children. Có thể ta ghi luôn là receiver luôn. The lucky money. Ok. Họ đi thăm họ hàng, bạn bè, làng xóm vào cái buổi sáng năm mới phải không? Ta trả lời là yes, they do. Đấy, như vậy là đây là cái phần câu trả lời này. Như vậy một đoạn văn người ta đã cho chúng ta phải làm hai nhiệm vụ luôn. Một là chúng ta chọn đáp án đúng sai. Hai là chúng ta trả lời. Ok, chúng ta sang cái bài tiếp theo. Là cái bài viết lại câu. Cái đề này tương đối dài. Không sao cả, chúng ta ôn thì chúng ta làm các cái dạng bài. Nó không cần phải căn cứ vào việc dài hay ngắn. Dây đứt. The work is solely. Như vậy câu này là câu bị động. The work was done. Ok, câu này chúng ta không cần thiết phải dùng bài dầm. Bạn nào dùng cũng được không sao cả. Câu tiếp theo. Câu này là chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp. Lances, I am going to miss my pencil in front of the station. Lances that she was going to miss her pencil. In front
the station. Lan nói rằng cô ấy phải gặp bạn của mình ở trước nhà ga. Câu tiếp theo này. My can sing better than Hoa. Hoa can sing. As a Wells as a my. Như vậy ta chuyển sang cái dạng phủ định của so sánh bằng. Cái từ as a này, chúng từ er trước nhất đây chúng ta có thể dùng hoặc bằng từ so. I wish I don't have a motorbike. Như vậy I wish, câu này là câu điều ước ở hiện tại. I wish I had a motorbike. Tôi ước là tôi có một cái xe máy. Finding an apartment in a big city is not easy. Như vậy ta sẽ sử dụng cấu trúc với it's. It is not easy to find an apartment. In a city. My sister started learning English 5 years ago. Từ quá khứ đơn chuyển về thì hiện tại hoàn thành. English. Đây ta dùng là for nhé. For 5 years. Chị gái của tôi đã học tiếng Anh được 5 năm. Câu tiếp theo chuyển từ cấu trúc sử dụng it takes thành sử dụng động từ spend. 2 hours. Sau spend thì chúng ta sẽ dùng động từ dạng verb ing. Đây ta dùng doing his homework every day. Có những câu nó bị lặp lại của các đề trước nhé, thì chúng ta sẽ ôn lại một lần nữa. Có thể lặp lại một hoặc hai lần hoặc ba lần trong cái chuỗi đề tuyển sinh ôn thi của chúng ta thì cũng không có vấn đề gì. Do you go to school on Sunday? Câu này là một câu hỏi dạng yes no. Như vậy my friend asked me if I went to school on Sunday. Câu tiếp theo. Câu này ta sử dụng cấu trúc used to. Mary usually went swimming after school last year. Như vậy Mary used to go swimming after school. Sử dụng đại từ quan hệ. Đây người ta hướng dẫn chúng ta này, sử dụng đại từ quan hệ để kết hợp câu. Như vậy câu này ta sẽ kết hợp như sau. They live near a lake. The lake is a heavy polluted. Như vậy câu này thầy thấy là cái cách viết của nó sẽ không thay đổi nên thầy lấy luôn nó xuống này. Đấy, ở đây bây giờ thầy sẽ dùng thay cái từ the lake thứ hai này bằng từ which. Ok. Đó, như vậy chính vì vậy cho nên là thầy lấy luôn ở trên xuống. Câu tiếp theo, cái bài tiếp theo là cái bài mà thành lập câu, xây dựng thành câu. Bài này thì thường là nhiều bạn sẽ thấy là nó khó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có thể phải thêm từ. Đấy, mà cái cách thêm từ thì chúng ta thấy là nhiều bạn sẽ gặp vấn đề. Thì ở đây ta thấy là he be for a listen music.
ta sẽ nghĩ ngay đến cái cấu trúc trong cái đầu của chúng ta là cậu ấy thích nghe nhạc. Như vậy thầy sẽ viết lại là he is fond of listening to music. To be phone up này, sau phone up verb in này. Nghe cái gì thì phải dùng to này. Câu tiếp theo. Cô ấy là học sinh giỏi nhất trong lớp. She is the best student in her class hoặc là the đều được nhé. Her hoặc là the đều được. How long it takes you to school every day? Câu này là câu hỏi với từ how long. Ta dùng là how long does it take you to go to school every day? Bạn mất bao nhiêu thời gian để đi đến trường hàng ngày? Ok, number 4. Ta thấy xuất hiện cái từ yet ở cuối, ta nghĩ ngay đến cái dạng phủ định của thì hiện tại hoàn thành. I have not finished my homework. Yes. Nó thường đứng ở cuối câu trong câu phủ định và nghi vấn của thì hiện tại hoàn thành. Lan started learning English 6 years ago. Ok, câu này được quá khứ đơn. Lan started learning English 6 years ago. Ok. I look forward to see you again. I am looking forward to seeing you again. Câu 7. If I you, I learn faster. Câu điều kiện loại 2. If I were you. Loại này thì thường là loại 2. I would learn faster. Câu tiếp theo. Gợi ý làm một việc gì đó. Sau sắc vét dùng verb in. Câu này ta nên dùng ở thì quá khứ cũng được. Ta dùng hiện tại đơn đi. Câu cuối cùng trong cái đề này là một câu sử dụng từ unless. Unless the weather is nice. We will stay at home.
Đó, thầy viết thành một cái câu điều kiện loại 1. Ok. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái việc giải chi tiết một cái đề ôn. Tiếp theo đó là đề số 22. Thầy đã hướng dẫn chúng ta ôn và các cái dạng bài tập. Thì trong cái lúc làm thì các em có thể tạm dừng cái clip lại để chúng ta làm trước, sau đó chúng ta theo dõi cái phần thầy hướng dẫn. Mong rằng các em sẽ tiếp tục theo dõi và ôn tập cùng với chương trình tiếng Anh 365 ở các đề tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả các em.